Cái của nó là cái giấy mộc, cái giấy mà cái giống như giấy bồi á, mộc hình chữ mộc mà. Ủa cái này nó không có hiện thời gian. Con mở ra sao cũng gạt được. Mà chưa gạt. Nhiều lúc quên thì để con ơi. Con mà hay bất phá. Long ngồi xuống. Có cái hình này, có hình đồng. Long Long ngồi xuống. Được rồi, cái đứa này, đứa này lớn này, con có thấy giống mình rồi, đúng không? Đứa này bên ngoài, cái miệng cười cái nó như mắt của mình. Mình nhìn sơ là mình có thể cảm nhận được rồi. Kiếm củi gì nhiều sao này? Rồi xin mời cậu. Anh Tuấn. Mẹ nó lo cho con, vợ đứa con, cháu nội mấy đứa là anh để con mới chơi. Được rồi vậy. Cái chai kia đi. Dạ. 90 ngày có nghĩa là anh ở đây. Trước khi đi thì trước khi đi 1-2 ngày thì chơi. Cái mục đích ảnh về đây là ảnh làm răng á. Làm răng là hết cả tháng hơn rồi đó. Không, nhưng mà vấn đề á, khỏi thì không là ai cũng phải làm thôi. Mà yếu phải làm nhưng mà nhớ trong gia đình. Anh có mới đi mộ hôm ngày á. Nó báo tôi cho nó dậy thì mới cấp đi. Không có gì làm. Lông nhiều hả? Lông tai nhiều hả? Vậy là phải. Nhìn nói về lông tai ai soi về bên đây? Thấy ai soi về lông tai bên đây? Khó lắm này, không có dám đâu. Không, nói gì này. Nói gì nói. Cái chuyện là anh tiến là bác sĩ. Nhưng mà tiến như vụ này không chỉ. Không cho nói đúng rồi. Bởi vì bác sĩ quá bài bản đi. Nhưng mà cuộc sống thì nó luôn luôn biến đổi. Anh phải học cuộc sống thôi. Tôi không hề có một cái nào. Mặc dù tôi hơn anh mấy tuổi. Đi nhắn. Không phải, không phải. Mà những người sống họ mới có những cái đó rồi. Không phải. Không phải. Tôi nói vậy. Nếu anh Tiến chê tôi là dở, tôi đồng ý. Em chê tôi là khi da mình đã lão hóa rồi, anh muốn thay đổi cái này bằng cách nào? Em dưỡng da. Này nó đúng đó.
đó đúng. Da mặt anh cũng vậy, nó chảy xệ nhiều lắm. Xưa đó mặt anh con do anh có chăm sóc nó hay không? Thế em cũng đang xài đó. Không, mà mày để tao nói là tao kinh nghiệm hơn mày, mày còn kém tao tới mấy chục tuổi rồi mà chưa nói. Có thể anh tôi không hề có một cái lớp mà gọi là chạy làm kinh tế kinh mua luôn là đúng đâu, còn mình không không là mình gọi là cái từ môi cái da mình nó lại già quá thì nó dễ bị sáng. Thứ nhất là cái nụ cười, khi cười lớn ra đó thì nó giống nó từ hai tuổi. Bây giờ hồi lâu rồi tôi mới đưa lại cái bộ nhớ của tôi á, nó gọi là tiềm thức á, quay trở lại cái cũ á. Giống anh Tú hơn anh Tuấn ha, rồi Tú không giống Tú hơn, giống Tú nhiều hơn. Mà anh Tú ở nhà đẹp trai nhất, nhà bên bác xấu không? Chứ cái tính thì không giống. Đúng rồi, chứ là cái Tú đừng có giống. Đừng có giống. Cái nụ cười nè. Cái nụ anh cười. Là sản khoái nhất. Không, cái nụ cười với đôi mắt. Bây giờ tôi nhìn ra mới thấy nhớ, đúng là giống Tú. Nụ cười đã giống nhiều. Dạ, không giống anh đâu. Tại vì hồi nhỏ em cũng phá lắm. Má em cứ bắt chữ á, cứ nói là mày giống anh mày, anh Tú mày. Đúng rồi. Mà cái tính mày không. Đúng rồi, bây giờ tôi lại cười ra biết không? Cười ra. Cười đó nè. Đúng rồi. Cái tuổi không giống nữa. Cái tuổi già. Ồ, đúng rồi. Nếu mà nói anh Tú là bà tuổi Dậu luôn á, nhưng mà bằng tuổi Cậu á. Anh Tú á. Anh Tú không? Anh Tú. Anh Tú á. Anh Tú tuổi Dậu luôn hả? Bây giờ nói là tuổi của cậu á là giấy tờ đó. Là tuổi Dậu. Tuổi thiệt á, tuổi Ngọ. Ngọ hợp với con. Cậu gì nhiều lắm nè. Anh Ngọ là 66 nhỏ. Anh Ngọ là 66. Ồ, linh thiên nhập rồi đó, sao ở xa có thể là khó khăn mà thế này thế không phải ông bà cha mẹ là không thể quên, mình phải trả ơn cho nên ví dụ ông bà mình thành tuyệt vời. Ừ, đó phải như vậy mới được. Em phải vậy. Vừa là để cá, vừa là để nuôi ông bà. Sống là sống cõi âm. Anh đã chuyển ông bà đi rồi. Anh đi 9 năm rồi. Đưa ông bà về một cái nơi rất là đẹp quá. Xây cái cơ ngơi cho ông bà. Theo như cháu quan niệm á, chẳng lẽ mình ở một cái nơi như vậy mà mình nghe ông bà muốn như vậy, cái đơn giản nha, chứ không có nghĩ rằng mình phải chủ nhờ cái cổ vũ thôi nha. Không, cái đó là một phần thôi, một phần thôi. Mình đã tỏ lòng kính trọng đến phụ mẫu mình. Dù hôm nay mình có nghèo khó gì nữa, nhưng mình thấy rằng ông bà mình ở một nơi yên lành. Anh nói với em nên khuyên cố gắng, có thể lần sau rồi tới nữa em kìa, nhưng mà sắp xếp đưa bà được. Như tụi cháu là chỉ có chọn ngày nào đúng để đưa bà về, tất cả hai em bà về một chỗ thôi. Tại sao mà khi đó là người ta tâm linh không có ý nghĩa còn thứ cái đội chẩn nó dễ lên nè, nó không chạy kệ mà.
21 con mình á, con cái mình á, nó cũng biết chăm sóc cho mình. Bốn người chơi thôi. Cái này hồi xưa đó con học cái bài rất là hay tiếng Anh đó. Cause, anh mới chỉ được thôi. Causes and effect. Nguyên nhân và hậu quả. Ở vô cái thôi cậu nói quá đó, quá hay. Đã mời cậu nha. Lên đây gặp cậu, cậu ủng hộ, ông anh cũng ủng hộ luôn kìa. Ghê. Thì không phải ủng hộ anh sẽ là encourage tức là khuyến khích. Dạ, yeah, rồi có thể we should tức là we nên do it. Do it. Tức là chúng không phải là chúng ta not it. We will. Not it là chúng ta anh không sẽ giờ. Anh không sẽ giờ. Hả? Anh còn nhớ Hồng không? Nhớ. Nhớ. Bé. Tiếng cứ nhắc cứ làm cái động tác nhớ tấn luôn. Tuấn thì nhiều người nhớ nhắc vậy là anh nắc xì nữa đó mà. Nhớ vì hai điều thứ nhất là Tuấn có nhiều cái trải nghiệm mà đúng là gia đình phản đối. Thứ hai là không có chạy thứ hai đó là cái điều mà không nói thật sự rất là nhiều. Thứ hai là cái điều mà nhớ anh cũng dạy em một vài điều mà anh thấy người không còn cũng dạy em nhiều điều lắm. Nó một tôi rất là nhớ đúng khi mà cách đây 2 năm mà quay video còn cái biểu diễn quốc tế ồ có anh Tuấn quay luôn hả? Quay hay quay cho ai đi? Trời con tôi đó, người nó đang biểu diễn quốc tế. Sẽ đặt video riêng cho nó luôn. Cái đó là chỉ có tình cảm gia đình. Khi mà chúng ta đã trải qua những giai đoạn của năm tháng rồi, chúng ta già rồi, chúng ta nghĩ về quá khứ. Tôi thấy là hạnh phúc gì vậy? Dù là ý nghĩa bạn bè thôi, dù là gia đình. Nhưng mà cái người của mình là, người của mình có bao giờ mà vậy nói đáng giác bơ vô anh em mình vậy nè. Mà cái chuyện 30 năm gì dữ dữ vô nè. Nó không có khó. Cái bàn thờ cậu đặt nó rất là tốt. Rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà cái xấu là nó xấu ở chỗ nào? Nó nằm sau lưng ở cái phòng tắm. Không, phòng tắm là nằm dưới nó phòng tắm. Cái phòng thôi. Thì cái đơn giản thôi, cậu làm cái phòng toilet thành phòng kho thôi. Nó hay hơn là cái phòng kho này. Còn với về cái quan cảnh nhìn ra ngoài, đối với quan cảnh ở trên rất là tốt. Nhưng mà cái xấu là cái sau lưng. Nó nằm ngoài luôn, dẫn mình đi. Tôi nói là nghe bây giờ ba người khắc khe đến nỗi ghét. Nhiều miền Bắc, miền Trung với miền Nam chẳng qua là cái hình thức thôi. Từ xa trở về đây tôi thực tập. Cảm ơn cười rất là nhiều nha. Khó lắm. Về đây á, nhiều khi á, nhiều
nhiều nước ngoài. Đủ vé người này người kia làm gì? Vé rồi cuối cùng ta hỏi mình đủ thứ chuyện. Vé được kinh vậy. Nhất là cơm với anh là bên ngoại, với tôi là còn xa nữa. Đúng không? Đó là anh em. Nhưng mà cuối cùng anh em họ ruột. Đó, ông anh em họ ruột chia sẻ với nhau. Là anh em họ ruột. Anh em mình ruột có. Còn bên Bắc Kinh là họ đó, xa luôn. Xa, xa luôn bên ngoại mà xa. Bắc Kinh thì không biết rồi, tại sao xa Bắc Kinh. Xa trong làng chứ mà nói là cuối cùng là vẫn là người làng. Người làng trên này nó nói câu gì. Hả? Hay là sao chỉ em đi đến đúng đúng. Hả? Thị trường con của cô chữ. Đây nè, đây đây, đây đây. Nói gì nha. Đây đây, thằng này á, tiền anh Tiến, thằng này mày á, thằng này điện cho tôi biết á. Nói đúng chứ. Là có anh Cường, con của chữ, do của chị chữ. Đúng rồi. Vậy nói hiện tại. Mày để chứ nói. Vậy này quá đúng rồi, còn gì nữa. Tôi nói vậy là quá, quá, quá đúng rồi. Không, con biết hồi nãy là cái xong vậy. Bây giờ đúng rồi, bây giờ là tất cả chúng ta đều là bà con anh em hết. Anh Tiến nói không được. Ngồi hỏi anh em cả nhà. Thôi để ăn thì cũng quay. Thôi bây giờ về đi. Để xử nó quay đi, nó sẽ. Thôi bây giờ ta uống hết xong này rồi để anh uống một ly trà thôi trước khi mình về. Dạ là chưa? Để anh Tiến uống xong rồi sẽ hiểu ra anh nha. À lắm. Ok. Đó, ok anh Tiến. Dạ. Hiểu rồi. Đi uống vô cái hiểu luôn. Hiểu chưa? Từ đây uống qua đây mấy lần, bây giờ uống cho biết sang là gì. Nói riêng á là cơm nè. Hảo hán đó. Đúng. Tỉnh bơ. Tỉnh ở ngoài thôi. Tỉnh bơ. Trong nó xuôi. Tỉnh bơ à. Gu quên tiếng luôn. Chơi là chơi mà kiểu như mà bữa mình chơi là cũng vậy mà nó cũ quá kia. Nó mất tiếng lại luôn. Không chơi này. Nếu muốn dạ hướng có cái tủ này là đáng nể. Cái tủ này phải nể. Không, anh phải nói chơi đâu. Nó ngon rồi. Cái tủ này là phải nể. Ông còn giấu, giấu ở bụi sừng nè. Còn người trong kia nữa kìa. Cũng đam mê cái này. Đam mê, đam mê. Kiểu đam mê anh Cường rồi. Đam mê và sưu tầm. Thấy mở rồi. Sưu tầm. Mà cho con cháu uống thôi. Anh Tiến, anh Tiến nói gu anh chơi đồ cổ. Vô mấy cái này là anh thích chơi này á. Ờ anh thích. Mà mấy cái chơi gu mà đồ cổ là anh chọn lâu rồi. Anh quốc hết về đồ cổ ở đây sạch hết rồi. Anh như không bóng vậy đó. Anh Tiến nhà mình á. Còn mấy cái này anh không thích đâu, mấy cái này anh cái này là... Không, anh nói không, mấy cái này mới quốc. Quốc cái hàng. Quốc hàng cổ mà bây giờ ra ngoài mua không có. Ủa anh Tiến anh đọc. Mà này anh Tiến chỉ thì để anh Tiến anh lấy. Anh em mình nhìn thôi. Nhưng mà thôi chắc bữa nào hay sao. Đi nói. Bây giờ xong rồi á, mình uống trà. Dạ, trà đạo luôn á cậu. Trà đạo. Trà đạo Việt Nam luôn. Uống xong rồi hả? Tại vì sao? Không, mình ra mình uống tiếp anh, cho nó xong. Từ xa về, 30 năm rồi mới trở về. Thăm cho bạn bè, thăm gia đình. Mới hiểu được, đó là cái truyền thống gia đình. Trước sau như một thôi, không có gì thay đổi. Cái nụ cười của ông Cường giống y như là Tú luôn. Anh Tú luôn. Không nghĩ hôm nay được đứng ở nhà cậu uống với cậu. Có nhìn cậu qua hình nào đó là cái điều đôi khi trong cuộc sống mình không có suy nghĩ hoặc là mình không có biết được. Như đến ngày nào đó gặp lại những người thân yêu, gặp lại những người giúp đỡ được. Không ngờ cậu welcome. Nó ngọt ngào. Đúng ra đó, không phải khui một chai rượu nữa để mời Cường. Nhưng mà thế này, mình uống chai rượu em không á.
giá rượu cường mang về đó 18 uống quá mà uống cả cầu đều không uống, uống cả đời không hết luôn, uống có cái gì đẹp bằng đó người từ phương xa trở về mang một giá rượu tới tất cả luôn chia sẻ với nhau. Không ngờ tổ đó cũng là gia đình lên tổ cháu cũng là đi ăn không biết là bây giờ khó hay là giàu nghèo gì không biết, mình đã gọi là tình cảm gia đình thì phải gần gũi và ấm cúng. Cậu cậu rất cảm ơn dù là một căn nhà chăm sóc nhỏ thôi cũng nhờ mấy anh này thôi. Đó là những nhờ vậy á mà gần gũi nhau. Ví dụ là cái toilet phía sau